Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm một cái mẫu cây thông Noel như thế này. Các bạn nhìn thấy chưa? Nó rất là các bạn gấp giấy thì nó khá là đơn giản hơn so với việc mình dùng giấy nhún để làm nha. Cái này thì để trên bàn làm việc hay là trên các bàn nhỏ nhỏ xinh xinh đều rất là đẹp nhá. Làm cái này thì nguyên liệu duy nhất các bạn cần chỉ là giấy thôi, kéo. Các bạn dùng giấy khổ A4 như thế này, cắt một thành một hình vuông nhé. Các bạn gấp chéo cái hình này. Vuông này rồi các bạn cắt để tạo thành một hình vuông. Gấp một tờ A4 nhé. Nếu mà bạn nào mà mua giấy khổ to thì các bạn cắt hình vuông có kích thước là hình này là 21. 21 thôi. Kích thước là 21. Rồi. Sau đó thì các bạn gấp đôi cái hình vuông này lại. Các bạn gấp sao cho các mép nó trùng khớp nhau nhé. Rồi. Gấp đôi hình như thế này nhá. Gấp chéo lại. Rồi. Lật mặt sau. Cũng gấp hình tam giác như vậy. Thấy chưa? Rồi các bạn dùng tay phải ở giữa ra. Tạo một hình vuông như thế này. Tiếp. Các bạn gấp các hình tam giác như thế này nha. Rồi sau đó các bạn lại dở ra. Các bạn dùng tay này đẩy một hình như thế này. Đây nhá. Các bạn nhớ làm theo các bước của mình làm nhá. Còn nếu các bạn mà tự không có cái bước gấp như thế này đấy thì đến lúc mà các bạn lật nó ra thì nó sẽ không được bằng nhau nhá. Như thế cây thông của mình rất là xấu. Ở đây có một cái hình mà mình đã mình không làm theo đúng như trình tự ấy thì nó bị như thế này. Nhìn nó không bằng nhau các bạn thấy chưa? Giờ tiếp theo là các bạn dùng kéo cắt một đường thẳng ở đây nha. Tiếp vậy, tạo một đường thẳng như thế này. Các bạn cắt phần thừa đi. Đó. Tiếp theo thì các bạn là đây các bạn cắt một hình như thế này cho mình. Các con đường thẳng như thế này nhá. Khoảng 3 đường ở hai bên. Chị ơi, cho em gửi cái thiệp này nhé.
À đó, sau khi mà các bạn đã cắt được các phình như thế này, bước cuối cùng là các bạn cắt hai cái cạnh đối diện, cắt như thế này, cắt theo mình làm trên clip nhé. Nhưng mà các bạn nhớ là đừng cắt bớt nó nhé, các bạn để một đường nhỏ ở dưới đường để đừng cắt cắt rời nó ra là được. Đó. Cuối cùng là các bạn dùng tay này gấp các đường vuông góc, lật các cạnh này ra. Thì các bạn tùy nhá, các bạn có thể cắt gập các đường vuông góc hoặc là không cũng được. Gập theo như thế nào là tùy các bạn. Gập chéo hoặc gập vuông góc đều được. Các bạn cứ gập như thế cho đến hết cái các cạnh là được. Như vậy là mình cũng gần hoàn thiện được cái cây thông rồi. Đó. Cuối cùng là các bạn lật cái hình mình vừa cắt ra. Như vậy là mình đã hướng dẫn xong các bạn làm cái hình cây thông Noel rất là đơn giản đúng không? Chịu khó một chút là các bạn có thể trang trí cho Noel, không khí Noel cho nhà mình rồi đấy ạ. Đây, làm nhiều mẫu như thế thì các bạn sẽ được những cây thông Noel như thế này nha. Như cái clip trước của mình thì mình đã hướng dẫn các bạn làm cái chùm thông Noel ấy, thì kết hợp với cái cây thông này thì hy vọng là các bạn sẽ có được những mẫu trang trí Noel, không khí Noel, trang trí được không khí Noel cho gia đình mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.